Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho quý khách hàng một căn biệt thự nằm trên trục đường nhánh đường ở Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn biệt thự này thì đang có diện tích là ngang 10m và chiều sâu căn nhà lên đến 30m và được cô chú anh chị đúc kiên cố một hầm cũng như 4 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có một cái khoảng sân ở phía bên ngoài, mình có thể để được rất là nhiều xe cũng như mình có thể là trồng cây ở phía bên ngoài, cũng như bên trong thì mình có một cái tầng hầm, mình có thể để được khoảng độ 5-6 chiếc xe hơi vào bên trong căn nhà. Ngoài xe hơi ra thì mình còn để được rất là nhiều xe gắn máy. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính của căn biệt thự mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến cho khách hàng này. Cũng như căn biệt thự này thì được thiết kế một trệt, một lửng và 4 lầu. Thì mình sẽ công năng sử dụng, mình sẽ có tầng hầm để xe hơi cũng như xe gắn máy và tầng lửng. Thì mình sẽ được làm phòng khách, phòng đọc sách cũng như phòng làm việc. Và hai lầu ở phía bên trên thì mình sẽ có tới 5 phòng ngủ chính. Ngoài 5 phòng ngủ chính ra thì mình sẽ có phòng đọc sách, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình. Cũng như phía bên trên sân thượng thì mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân tượng trước sau, phòng tập gym. Cũng như căn nhà mình thì đang có hướng là hướng đông bắc, phù hợp chức nhàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và mình sẽ nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài cũng như cái con đường ở phía trước để khách hàng cùng tham quan. Và chỉ với giá 35 tỷ còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà với nội thất bên trong được anh chị cô chú làm bằng chất liệu gỗ đỏ. Và căn nhà mình thì được thiết kế có thang máy từ dưới trệt lên đến sân thượng để tiện di chuyển cũng như để khách hàng có thể vừa mua để ở mở văn phòng công ty. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên một con đường nhánh đường Phan Huy Ích và phía trước căn nhà mình là chuẩn bị sẽ có một cái siêu thị E-mart rất là rộng ở phía trước căn nhà cũng như rất là sầm uất và được rất là nhiều công ty cũng như đang thi công. Và đây là cái con đường ở phía trước căn nhà mình dẫn trục đường chính đường Phan Huy Ích và trục đường ngược lại thì sẽ dẫn ra đường bờ kênh Bến Cát Tham Lương. Thì rất là thuận tiện với con đường kết nối giữa các quận rất là thuận tiện. Với một căn nhà mặt tiền đường và chỉ với giá hơn 30 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay để mình vừa ở vừa mở văn phòng công ty cũng như vừa kinh doanh buôn bán. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu khách hàng về một căn biệt thự hiện đại này. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa hai cánh được xài remote tự động và có hệ thống camera cũng như chuông báo hiệu và sẽ thông qua màn hình chính. Và căn biệt thự này thì có bề ngang lên đến 10m cho nên được cô chú anh chị thiết kế cho mình sẽ có một cái cửa sổ được làm bằng sắt uốn hoa văn rất là đẹp và một bộ cửa được dùng bằng remote và sàn nhà, sàn sân phía bên ngoài thì mình được lót gạch đá rất là bền và rất là đẹp. Cũng như đây là khoảng sân ở phía bên ngoài căn nhà. Mình sẽ có một cái khoảng sân rất là rộng. Thì khoảng sân này được cô chú anh chị trồng rất là nhiều cây xanh ở phía bên ngoài cũng như để cho mình những cái bộ bàn ghế đá phía bên ngoài để mình vui chơi cũng như hóng mát. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính của căn biệt thự để di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế có tới 3 cái cầu thang. Ở phía bên ngoài sân này mình có một cái cầu thang để lên khu vực tầng lửng lầu 1 của căn nhà. Và lan can cầu thang căn nhà mình thì được làm bằng sắt uốn hoa văn và sơn cho mình một cái tông nhũ đồng. Và cầu thang căn nhà mình thì rất là rộng cũng như bậc tam cấp.
rất là thấp để mình di chuyển lên lầu rất là thuận tiện. Và di chuyển vào bên trong là khu vực gara của căn nhà thì mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và một cái gara rất là rộng này thì sàn mình có đổ bê tông và được ốp gạch đá 60 1m2, và xung quanh tường thì mình đều có hệ thống điện chiếu sáng. Và khu vực ở dưới tầng trệt này mình sẽ có một cái cầu thang đi lên trên tầng lửng lầu 1 của căn nhà. Và toàn bộ tay vịn cầu thang cũng như trụ cầu thang được làm bằng chất liệu gỗ đỏ, và lan can thì mình được làm bằng sắt uốn hoa văn rất là đẹp. Có một cái cầu thang máy đi từ ở dưới trệt lên, và một cái tầng hầm với bề ngang lên đến 10m. Thì mình có thể là vừa mua để ở mở văn phòng công ty, cũng như mình mua đầu tư vào cho thuê thì cũng rất là tuyệt vời. Với một căn biệt thự được thiết kế rất là đẹp, và mình có tới 6-7 phòng ngủ cũng như 8-9 nhà vệ sinh. Kể cả dưới tầng trệt này mình cũng có một cái nhà vệ sinh rất là thuận tiện. Và nhà vệ sinh căn nhà mình thì rất là rộng, được ốp gạch đá cao lên kín tường. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng gỗ đỏ. Và nhà vệ sinh căn nhà mình thì được thiết kế có quạt hút rất là thoáng và rất là mát, cũng như hệ thống giếng trời. Căn nhà mình thì sẽ được cô chú anh chị thiết kế có rất là nhiều giếng trời để lấy gió và ánh sáng. Và chỉ với giá 35 tỷ còn thương lượng là quý nhà sở hữu ngay cho mình một căn nhà mặt tiền nằm sát bên là siêu thị EMAT của quận Gò Vấp. Và căn nhà mình thì nằm trên trục đường nhánh đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và quý nhà đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý hàng đi xem căn biệt thự này. Thì căn biệt thự này được thiết kế rất là đẹp. Toàn bộ nội thất bên trong căn nhà được làm bằng chất liệu gỗ đỏ. Và mình sẽ có những cái bộ cửa để mở ra cái ban công phía bên ngoài. Và những cái ban công phía bên ngoài thì được làm bằng sắt uốn hoa văn sơn nhũ đồng rất là đẹp. Cũng như đây là khu vực không gian phòng khách và không gian phòng bếp, cũng như không gian phòng thờ ở dưới tầng trệt của căn nhà. Thì cô chú anh chị có thiết kế cho mình rất là nhiều phòng để mình có nhu cầu muốn làm phòng thờ ở dưới tầng trệt hoặc là phòng thờ ở phía bên trên sân thượng thì cũng rất là thuận tiện. Với căn nhà có bề ngang lên đến 10m và chiều sâu căn nhà lên đến 30m. Được cô chú anh chị thiết kế có thang máy. Và nội thất bên trong căn nhà mình thì được làm bằng chất liệu gỗ đỏ rất là đẹp. Những không gian giếng trời căn nhà mình sẽ có tới mấy cái giếng trời rất là thoáng. Không gian giếng trời của căn nhà mình thì thông từ sân thượng xuống đến tầng hầm, tầng trệt của căn nhà. Và có nhà vệ sinh riêng cũng như có vách ngăn tắm kính để gia đình mình có nhu cầu mình mở máy lạnh thì rất là thuận tiện. Và khu vực ở dưới tầng trệt này thì mình có một cái nhà vệ sinh cũng rất là rộng, cũng như không gian phòng bếp căn nhà thì được làm bằng chất liệu gỗ đỏ. Và hệ thống điện trần cũng như mình sẽ có thêm một cái bộ bàn ở phía bên trong không gian phòng bếp. Ngoài ra mình sẽ có thêm một bộ bàn gỗ đỏ ở phía bên ngoài với 12 ghế, cũng như thang máy từ dưới trệt lên đến sân thượng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà, cũng như mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế giếng trời. Mình sẽ có tới mấy cái khu vực ở cầu thang, khu vực ở phía sau căn nhà, bên hông căn nhà rất là thuận tiện. Cũng như di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà thì mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong không gian phòng ngủ. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ đỏ rất là bền và rất là đẹp. Thì căn nhà này anh chị đang ở, cho nên mình sẽ chiếu sơ qua
để cho nhà hàng tham quan, cũng như quý nhà hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà với giá hơn 30 tỷ thì quý hàng hãy liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem thực tế, cũng như để quý hàng nhìn nhận được căn nhà được thiết kế để ở rất là đẹp cũng như rất là công phu và nội thất rất là cao cấp này, thì để quý hàng mình có thể tới mình xem thực tế cũng như chiêm ngưỡng một căn nhà đang có một diện tích cực kỳ là khủng và nội thất cực kỳ là cao cấp, nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một con đường kết nối giữa trục đường Trường Chinh qua trục đường Quang Trung thuộc phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thì rất là thuận tiện để quý nhà mua để ở cũng như di chuyển qua các quận lân cận rất là thuận tiện và rất là dễ dàng, như quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi, quận 12, cũng như quận Gò Vấp và Bình Thạnh, Thủ Đức. Thì căn nhà mình được thiết kế có rất là nhiều hệ thống đèn, ánh sáng. Thì nhà đất Hoàng Tiến xin mạn phép mở một số hệ thống điện thôi để giảm bớt cái ánh sáng cho gia đình, cũng như căn nhà mình thì được thiết kế với phòng tắm khá là rộng, có vách ngăn tắm kính, và đặc biệt của căn nhà mình thì toàn bộ cửa được làm bằng gỗ đỏ, cũng như giường, tủ đều được làm bằng gỗ đỏ, rất là bền và rất là đẹp. Cho nên là nhà đất Hoàng Tiến xin quay video để gửi đến cho khách hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà với nội thất cao cấp rất là đẹp, thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem một căn nhà đang có diện tích cực kỳ là khủng, để quý khách hàng vừa mua để ở mở phòng công ty. Thì ở căn nhà này có diện tích cực kỳ là đẹp và được các anh chị nhà thiết kế với nội thất rất là cao cấp, và hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống giếng trời và hệ thống không gian phòng ngủ căn nhà rất là rộng. Thì mình có tới 6-7 phòng ngủ, cũng như mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng, tủ quần áo riêng biệt, nhà vệ sinh riêng biệt, sử dụng rất là thuận tiện với không gian phòng tắm, phòng thay đồ, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình, cũng như phòng master. Thì đây là khu vực không gian để mình có thể làm phòng làm việc, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình. Ngoài 6 phòng, 5-6 phòng ngủ chính ra thì còn rất là nhiều công năng để cho khách hàng khám phá, cũng như đây là không gian phòng ngủ số 5, số 6 của căn nhà. Với mỗi phòng ngủ sẽ có một cái vẻ đẹp riêng bên trong không gian phòng ngủ, và nội thất bên trong căn nhà thì anh chị sẽ để lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này, và chỉ với giá 35 tỷ còn thương lượng thì khách hàng hãy nhanh tay để mình có thể sở hữu một căn nhà mặt tiền đường đường nhánh đường Phan Huy Ích, nằm trên trục đường Phan Huy Ích kết nối ra trục đường Trường Chinh, cũng như qua trục đường Quang Trung, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với nội thất bên trong căn nhà được thiết kế rất là đẹp, toàn bộ là gỗ đỏ, và hệ thống lấy ánh sáng, hệ thống giếng trời và nhà vệ sinh. Thì căn nhà mình được thiết kế nhà vệ sinh đều có cửa sổ cũng như quạt hút rất là thoáng và rất là mát, và có rất là nhiều cửa sổ để lấy gió và thông thoáng căn nhà. Một căn biệt thự phố nằm trên trục đường nhánh đường Phan Huy Ích, mặt tiền đường, và được thiết kế rất là đẹp, cũng như với nội thất rất là cao cấp, và chỉ với giá hơn 30 tỷ thì quý khách hàng hãy nhanh tay để mình có thể sở hữu một căn nhà đẹp với thiết kế rất là nhiều công năng này. Khu vực phía bên trên thân thượng thì
Mình có những cái bộ cửa được làm bản nguyên khối, làm bằng gỗ đỏ, rất là độc đẹp. Hệ thống đèn chiếu sáng khu vực sân phía bên ngoài, bên trên mình được làm mái vòm rất là đẹp, như phía bên ngoài toàn bộ được làm bằng lan can sắt đúc mạ đồng. Và khu vực phía bên trên này thì mình có thể làm phòng tập cũng như vui chơi giải trí phía bên trên sân thượng. Với căn nhà được thiết kế có thang máy lên đến tận sân thượng thì rất là tuyệt vời. Thì quý khách hàng đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để được nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất lên hàng ngày để quý khách hàng tham quan cũng như lựa chọn. Thì trên trang nhà đất Hoàng Tín thì chuyên bán nhà từ 5 tỷ đến trên 30 tỷ. Thì quý khách hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà với số tiền trên thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem. Và có một số căn nhà thì nhà đất Hoàng Tín chủ nhà đang ở, cho nên là nhà đất Hoàng Tín cũng hạn chế quay video. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được khép lại và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.